No, liên quan gì được bác nhỉ? Đây, chắc ở đây chắc không bác nào chưa được va vấp đến em này đâu đúng không ạ? Một thời huyền thoại. Đây này, em nhấc cái màn này ra cho bác nhìn này. Lớp này. Đấy, lông dán này. Em nó còn đẹp như thế này cơ mà. Huyền thoại một thời đấy. Tôi cứ dán là cho các bác về dùng cho nó còn zin bác nhá. Vì đỡ dây chuyển đi loạn là xước. Đây, các bác đang nhìn đây là trên tay em, đó là con Nokia E72. Nokia E72. Một thời hiện tại chạy 3G luôn, pin vài ngày luôn. Pin trâu vài ngày luôn ạ. Con này là màu đồng. Nó gần như đồng. Màu nâu đồng. Đằng lưng vẫn còn tem này. Con này giá 1 triệu 390 nghìn. À, bác nào muốn lấy dòng dưới 1 triệu cũng có, nhưng dưới 1 triệu này hơi xấu. Nó hơi bị rứt sát. Thế thôi. Các bác nhé. Con này 1 triệu 390 nghìn có sạc cho các bác luôn. 1390. Nokia E72. Huyền thoại đấy. Huyền thoại và kỷ niệm của những bác nào đây. Con này dùng các bác dùng pin trâu vài ngày luôn đấy. Những bác nào thích thì em nó alo cho em Tuấn. E72 có hai màu bác nhé, có màu này đây này, đây còn màu đen nữa này, đây có con màu nữa, màu đen nữa này nè, con màu đen ấy cũng còn siêu luôn này nè. Còn siêu này, còn có màu đen này nữa. Đấy, bóc siêu ra nó cũng thế luôn. Nhưng thôi em cứ dán vào, nó dán vào nhìn nó hơi mờ thì kệ nó, để cho nó bảo vệ màn hình cho bác. Chứ lúc về bác mua nhìn cho nó thích. 1.390.000 con này nhé. Đấy, 272. Bác nào muốn rẻ hơn có nhắn vào Zalo số này cho em. Em gửi ảnh một số con nó chỉ tầm dưới 8-900 cũng có. Nhưng nó hơi xấu quá. Nó sứt sẹo, nó không được đẹp. Của con này thì nó đẹp và nó là xuất sắc này. Nhưng con tầm giá hơn triệu nó đẹp xuất sắc cho bác. Con này bác nghe gọi mấy ngày luôn. Nghe gọi mấy ngày luôn. E72. Một thời đây. Ok chưa ạ? Nokia E72. Nó bóc cái này đi nhìn phê lắm bác. Nhìn bóc cái lông đi nhìn này. Đấy. Bóc cái lông đi nhìn phê. Rồi, bác nào nhu cầu lên thì em Tuấn nha. 1.390.000 một em. Có sạc cho các bác theo luôn đấy. Có sạc kèm theo cho bác. Thôi em cứ dán vào đây để cho nó đẹp đẹp tí, nó giữ cái màn hình. Chào các bác.